những người có chén cũng không được ăn bánh mì. Bánh mì là thực phẩm rất thông dụng, nhưng nhiều người không thể ăn được. Bánh mì là món ăn ưa thích của nhiều người vì tiện lợi, nhanh gọn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết, trong bánh mì có chứa nhiều chất phụ gia, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người ăn nếu như ăn quá nhiều. Không giống như các loại thực phẩm khác, bánh mì và những sản phẩm chế biến từ bánh mì thường không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cơ thể. Bánh mì được làm từ một ít bột mì, nhào với bột nở khiến bánh phồng to lên. Do đó, nó không có nhiều chất dinh dưỡng, chỉ là thức ăn bổ sung, có tác dụng chữa đói kịp thời. Ngoài ra, hầu hết các loại bánh mì, đặc biệt là bánh mì đóng gói trong siêu thị, cửa hàng thường chứa rất nhiều muối. Đặc biệt, khi bạn ăn dưới dạng hamburger hay pizza, sandwich, có nghĩa bạn đang nạp một lượng muối vượt mức vào cơ thể. Ngoài ra, nghiên cứu mới cũng cho biết, những người ăn nhiều bánh mì trắng sẽ tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh tim so với những phụ nữ ăn ít loại thực phẩm này. Dưới đây là danh sách những người tuyệt đối không nên ăn bánh mì. Người bị bệnh về tim và cao huyết áp. Trong bánh mì có chứa một loại cholesterol xấu và hàm lượng tinh bột cao, khiến cơ thể dễ tích tụ nhiều mỡ thừa không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tim mạch, tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. Vậy nên, để đảm bảo sức khỏe của mình, những người có tiền sử bệnh về tim và cao huyết áp tuyệt đối không nên ăn bánh mì. Người bị bệnh táo bón. Bánh mì không giàu chất xơ, chúng chứa một lượng lớn bột, và như chúng ta đã biết, bột là loại chất kết dính. Đó là lý do tại sao ăn bánh mì nhiều sẽ gây ra táo bón. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Quá sốc và sung sướng khi rau chùm ngay có thể tiêu diệt 93% tế bào ung thư phổi sau 48 giờ. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện thông tin rau chùm ngay có thể tiêu diệt được tối thiểu là 5 loại bệnh ung thư. Thực hư ra sao? Rau chùm ngay có thể tiêu diệt tế bào ung thư. Theo báo cáo từ Trung tâm Thông tin Sinh học Quốc gia của Chính phủ Mỹ, chiết xuất từ lá chùm ngay có thể tiêu diệt 93% tế bào ung thư phổi ở người trong vòng 48 giờ. Không những thế, chiết xuất này còn có tác dụng mạnh mẽ, ức chế sự lây lan của tế bào ác tính, khiến chúng không thể di căn. Còn sau 7 ngày, chiết xuất từ lá chùm ngay có thể xóa sổ hoàn toàn tế bào ung thư phổi. Không chỉ có tác dụng thần kỳ với loại ung thư thường gặp và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới này, chiết xuất từ lá chùm ngay còn có thể giết chết tế bào ung thư vú, ung thư da, ung thư buồng trứng, ung thư ruột kết, ung thư gan. Trước thông tin về siêu thần dược chữa bách bệnh, thậm chí cả ung thư, người dân rất hoang mang về công dụng, giá trị thực của loại rau này. Chúng tôi xin giới thiệu những thông tin của các nhà khoa học được đăng trên các tạp chí uy tín của thế giới, cùng ý kiến của các chuyên gia Việt Nam về giá trị thực của loại rau này. Chất dinh dưỡng trong rau chùm ngay. Nhiều thập kỷ qua, rau chùm ngay vẫn đã được người dân Ấn Độ dùng để điều trị bệnh thiếu máu, viêm khớp, tiểu đường, trúng phong. Ngày nay, giá trị của rau chùm ngay cũng đã được công nhận. Từ hàng ngàn năm trước, người dân ở các quốc gia có nền văn minh cổ như Hy Lạp, Italia cũng đã sử dụng toàn bộ các bộ phận như lá, hoa, quả, hạt, rễ, thân của các cây chùm ngay để làm thực phẩm, vừa làm thuốc. Theo Trung tâm Sức khỏe Toàn cầu John Hopkins thuộc Trường Đại học John Hopkins, Mỹ, rau chùm ngay có chứa hơn 90 chất dinh dưỡng, tổng hợp bao gồm 7 loại vitamin, 6 loại khoáng chất, 18 loại axit amin, 46 chất chống oxy hóa. Cây chùm ngay còn cung cấp nhiều hợp chất quý hiếm như xanthin, quercetin, alpha, vân vân. Không những thế, loại rau này còn giàu các chất chống viêm nhiễm, các chất kháng sinh, kháng độc tố, các chất giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư, u xơ tiền liệt tuyến, giúp ổn định huyết áp, hạ cholesterol, bảo vệ gan.
Còn so với các loại thực phẩm khác, rau chùm ngay chứa vitamin C nhiều hơn cam 7 lần, vitamin A nhiều hơn cà rốt 4 lần, canxi gấp 4 lần sữa, sắt gấp 3 lần cải bó xôi, đạm nhiều gấp đôi sữa chua và potassium gấp 3 lần quả chuối. Tác dụng chữa bệnh của rau chùm ngay. Phòng bệnh ung thư. Lá chùm ngay có chứa 46 loại chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C và vitamin A, vốn giúp trung hòa các tác động tàn phá của các gốc tự do. Hợp chất xanthin với năng lượng chống lão hóa mạnh mẽ, trong chùm ngay cao gấp vài ngàn lần so với bất kỳ một loại cây nào. Thêm vào đó, chùm ngay cũng có hai loại hợp chất phòng ung thư và chặn đứng sự tăng trưởng của khối u, khiến cây được mệnh danh là loại cây phòng ung thư. Vì vậy, muốn phòng ngừa bệnh ung thư và các bệnh thoái hóa như thoái hóa điểm vàng và bệnh xơ nang, đừng bỏ qua loại thực phẩm cực tốt này. Hạ mức đường huyết. Rau chùm ngay có khả năng hạ mức đường huyết do chứa những hợp chất đặc biệt trong lá. Một nghiên cứu gần đây phát hiện, những người phụ nữ sử dụng 7g bột lá chùm ngay trên một ngày trong vòng 3 tháng liên tục đã giảm nồng độ đường huyết nhanh chóng từ 13,5 xuống còn 8. Giảm viêm. Các chất trong lá và quả của hạt chùm ngay có tác dụng chống viêm hiệu quả. Phòng ngừa loãng xương. Với hàm lượng canxi gấp 4 lần sữa, rau chùm ngay là một trong những loại thực phẩm rất tốt cho xương, là thực phẩm cứu tinh của các quốc gia nghèo. Tổ chức Y tế Thế giới WTO và Tổ chức Nông lương Thế giới FAO đã xác nhận giá trị của cây chùm ngay và đánh giá loại cây này như một loại lương thực cứu tinh của các quốc gia nghèo. Làm sạch nước. Ở một số vùng ô nhiễm của các quốc gia nghèo thuộc châu Á, châu Phi, hạt chùm ngay thường được nghiền nát hòa với nước nhằm loại bỏ các chất cặn bã có trong nguồn nước. Ngoài ra, chất dầu cay trong hạt cũng có tác dụng sát khuẩn, nên sử dụng nguồn nước này rất an toàn cho sức khỏe con người. Giáo sư Nguyễn Lân Hùng, Tổng thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam, rau chùm ngay có thể phòng nhiều bệnh, trong đó có bệnh ung thư. Cây chùm ngay không chỉ cung cấp dinh dưỡng, làm thuốc mà còn là nguyên liệu để sản xuất mỹ phẩm. Lá được dùng làm rau, nấu canh, làm sinh tố. Theo giáo sư Hùng, đây là loại rau thích hợp với những vùng đất hay có hạn hán, khô cằn vì cây rất dễ sống nhưng không phải là loại thần dược. Chùm ngay còn có tác dụng bồi bổ sức khỏe, tăng cường chất xơ, đặc biệt là loại rau này không phải phun thuốc trừ sâu. Rau có thể phòng rất nhiều bệnh như ung thư, tiểu đường, thiếu máu, còi xương, gan, tim mạch, ung loét, còi giật, giúp hạ huyết áp, cholesterol, chống oxy hóa. Tuy nhiên, giáo sư Hùng cho biết, nó giống như các loại rau khác, đó là tăng chất xơ và vitamin E. Đây là hai thành phần cực kỳ quan trọng cho hoạt động của cơ thể. Từ xa xưa, người ta đã có câu, cơm không rau như đau không thuốc, nên ăn nhiều rau đều tốt. Tuy nhiên, việc chùm ngay được thổi phồng, chức năng để nâng giá bán, người tiêu dùng cũng cần cân nhắc. Giáo sư Mai Trọng Khoa, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai, mọi bệnh nhân có thể ăn vì đây là khả năng giúp tăng cường sức khỏe. Giáo sư Mai Trọng Khoa cho biết, không có loại rau nào điều trị được bệnh ung thư. Nếu có loại rau có thể điều trị được ung thư, thì các nhà khoa học không phải đau đầu tìm ra các biện pháp để trị căn bệnh này. Khi đó, nếu được ăn uống bồi bổ đủ các nhóm chất đạm, chất béo, tinh bột và chất xơ, thì bệnh nhân sẽ hồi phục thể lực nhanh để có thể ngăn chặn sự sinh sôi của các tế bào ác tính. Có 4 phương pháp điều trị ung thư được y học hiện đại công nhận, đó là phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, nhắm trúng đích. Tuy nhiên, các phương pháp này đều gây tác dụng phụ, khiến bệnh nhân suy giảm miễn dịch, không ăn được. Đây chỉ là loại rau và tất cả bệnh nhân đều ăn được, nên không phải đắn đo khi ăn. Quan trọng nhất, đây vẫn chỉ là biện pháp tăng cường sức khỏe cho cơ thể. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Lá ớt, bài thuốc quý cứu sống người bị tai biến trong vòng 1 phút. Đối với tất cả mọi người và mọi nhà, tai biến mạch máu não là nỗi ám ảnh rất lớn.
Lá ớt làm nên thức uống kỳ diệu, giúp hồi tỉnh bệnh nhân tức thời mà bất kỳ ai cũng nên nắm lòng để sử dụng khi cần. Tai biến mạch máu não là biến chứng thường gặp ở những bệnh nhân có tiền sử bị tiểu đường, bệnh tim, xơ vỡ động mạch, cao huyết áp. Căn bệnh này xưa nay được xem là bệnh của người già. Thế nhưng nhiều năm gần đây, tai biến mạch máu não ngày càng trẻ hóa. Kể cả những người trẻ cũng mắc căn bệnh này nếu không được quan tâm, điều trị đúng các bệnh về huyết áp và tim mạch. Theo thống kê, tai biến mạch máu não là một trong ba căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất. Bệnh để lại nhiều di chứng nặng nề, có thể là bán thần bất tọa, méo miệng, thậm chí gây tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Việc trang bị cho mình và người thân các kiến thức về căn bệnh nguy hiểm này là điều rất cần thiết và quan trọng để có phương pháp cấp cứu và duy trì sự sống cho người không may mắc phải. Theo y học cổ truyền, ớt chỉ thiên có vị cay, nóng, tác dụng khoan trung, tán hàn, kiệt tỳ, tiêu thực, giảm đau, thường dùng để chữa đau bụng do lạnh, tiêu hóa kém, đau khớp. Theo Liên y Hồ Minh, Hội Đông y Thành phố Hồ Chí Minh, khi xác định một người bị tai biến mạch máu não trong tình trạng mê man, nếu không cấp cứu kịp thời thì di chứng để lại nặng nề, hoặc chết, hoặc tàn phế suốt đời, nhẹ thì liệt nửa người, nặng thì liệt toàn thân. Nguy cơ này rất cao nếu người bệnh ở các vùng sâu xa hay những nhà cao tầng, xa khu dân cư khiến xe cấp cứu không đến kịp. Lương y Hồ Minh cũng cho biết, trong trường hợp tai biến mạch máu não, người thân ngay lập tức dùng loại lá của cây ớt chỉ thiên để cấp cứu bệnh nhân theo cách sau. Nguyên liệu: lá ớt chỉ thiên 100g, muối 2g, nước 500ml. Cách dùng: lá ớt tươi rửa sạch dưới vòi nước, chú ý lấy loại lá già để có tác dụng tốt nhất. Cho lá ớt vào cối hạt máy xay, dùng với 500ml nước đun sôi để nguội. Cho thêm vài hạt muối, lọc phần nước cho bệnh nhân uống, phần lá ớt đắp vào răng sẽ giúp bệnh nhân mau chóng phục hồi. Theo Lương y Hồ Minh, trong tình cảnh bệnh nhân bị đột quỵ do tai biến mạch máu não, việc dùng bài thuốc lá ớt không gây biến chứng nguy hiểm như việc dùng kim chích 10 đầu ngón tay. Dấu hiệu người bị tai biến mạch máu não: miệng méo sang một bên, bỗng dưng không nhìn thấy, mắt mờ, thấy điểm mù, mờ một bên, cảm thấy tê dại ở một nửa người, nhất là tay hoặc chân, người yếu dần rồi rơi vào hôn mê, ù tai, đi đứng không vững. Ngoài ra, một số triệu chứng khác bao gồm đau đầu, nôn ói, thậm chí là co giật. Cách đơn giản để xác định người đó có đang mắc phải tai biến mạch máu não hay không, hãy làm các cách sau. Đề nghị người bệnh cười. Đề nghị người bệnh nói. Đề nghị người bệnh giơ tay lên. Nếu họ gặp bất kỳ trở ngại nào trong ba điều trên, để duy trì sự sống và hạn chế các biến chứng, hãy mau chóng dùng bài thuốc từ lá ớt chỉ thiên nói trên và gọi cấp cứu tới cơ sở y tế gần nhất. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm tai hại khi nấu cơm không phải bà nội trợ nào cũng biết. Các mẹ hãy cùng tham khảo nhé. Nấu cơm tưởng chừng như một việc đơn giản hàng ngày, nhưng nấu như thế nào để giữ được chất dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là một số sai lầm khi nấu cơm bạn nên chú ý. Nấu cơm bằng nước lạnh là vô cùng phổ biến. Có tới 90-10 bà nội trợ sử dụng cách làm này. Nhưng các bạn có biết không, khi sử dụng nước lạnh để nấu cơm thì những hạt gạo sẽ bị trương lên, các chất dinh dưỡng bị nở ra, tan vào nước. Hơn nữa, những nồi cơm nấu bằng nước lạnh cũng thường sẽ không được ngon miệng vì cơm thường bị nát, vì gạo bị trương. Vì vậy, hãy thay đổi cách sử dụng nước nấu cơm bằng nước nóng để giữ lại dinh dưỡng trong gạo, có nồi cơm thơm, dẻo và ngon miệng hơn. Không rửa tay trước khi vo gạo. Bàn tay của chúng ta luôn luôn chứa đầy vi khuẩn nếu chúng ta không rửa sạch sẽ thường xuyên. Theo một nghiên cứu thì có tới 1.500 con vi khuẩn trú ngụ ở lòng bàn tay của bạn.
Nếu không làm sạch tay trước khi vo gạo, thì việc truyền vi khuẩn từ tay đến món cơm của chúng ta là rất cao. Nó sẽ là điểm trung chuyển những nguồn bệnh lây nhiễm cho bạn khi chế biến thực phẩm và vo gạo đấy. Vo gạo quá kỹ. Chúng ta thường gọi cách chà sát gạo là vo gạo. Thực chất, đây là cách làm sai lầm, thiếu khoa học và phần nước đục ấy lại chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất. Theo các chuyên gia, việc chà sát gạo này đã vô tình lấy đi một lượng lớn các vitamin và khoáng chất bám bên ngoài hạt gạo, làm hạt gạo chỉ còn lại phần lõi là tinh bột mà thiếu đi glucid, protein, lipid, chất khoáng, vitamin B1, B2 và B6. Ngâm gạo trước khi nấu cơm. Để tiết kiệm thời gian, mọi người thường ngâm gạo trước khi nấu cơm. Việc ngâm gạo trong nước sẽ làm cho hạt gạo bị trương, khiến cho các chất dinh dưỡng bị hòa tan trong nước. Lúc này, hạt gạo sẽ không còn giá trị dinh dưỡng nữa. Bởi vậy, tránh ngâm, đãi gạo trước khi nấu. Mẹo nhỏ để có nồi cơm ngon. Dùng trà nấu cơm, mới đầu nghe thấy ai cũng nghĩ là lạ, nhưng đây lại là bí quyết được nhiều người sử dụng. Bạn có thể dùng một nắm lá chè, khoảng chừng 5 đến 6 lá, ngâm lên để lấy nước. Dùng khoảng 1 lít nước để từ 5 đến 8 phút. Sau thời gian đó, bạn nên dùng vải thưa lọc hết bã chè, vo sạch rồi nấu như bình thường, đợi đến khi cơm chín là được. Cho dầu ăn vào cơm. Khi nấu cơm, nếu ta nhỏ vài giọt dầu hoặc mỡ động vật vào cơm, cơm không những thơm, tơi, nhừ mà còn không bị cháy nồi. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bị hỏng cả hai quả thận, bác sĩ nói vô phương cứu chữa, cũng bất ngờ hồi sinh nhờ bài thuốc dân gian này. Chia sẻ cho hàng triệu bệnh nhân được biết nhé. Năm 1993, anh Ngô Sĩ Lạc mắc bệnh thận. Căn bệnh này suýt nữa thì cướp đi mạng sống của anh. Bị hư cả hai quả thận, tiền bạc lại không có. Anh Ngô Sĩ Lạc ở thôn Nguyên Trang, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, cứ ngỡ mình sẽ sớm lìa khỏi cuộc đời. Trong hoàn cảnh bế tắc, anh tìm uống thuốc nam và hết bệnh, nên hăm hở chia sẻ cây thuốc lạ lùng này với nhiều người, mong giúp họ tìm lại được sức khỏe. Cây thuốc nam lạ. Năm 1993, anh Ngô Sĩ Lạc mắc bệnh thận. Căn bệnh này suýt nữa thì cướp đi mạng sống của anh. Tôi điều trị ở bệnh viện tại Phú Yên, vô bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh, rồi ra bệnh viện ở Vinh, Nghệ An. Bác sĩ đều nói, cả hai quả thận bị hư, tôi phải ghép thận, nếu có tiền. Anh Lạc làm gì có tiền, có thận để mà ghép. Năm 1984, từ Diễn Châu, Nghệ An, anh đến huyện miền núi Sơn Hòa lập nghiệp, rồi anh đi bộ đội sang chiến trường Campuchia. Bị bệnh sốt rét hành hạ, anh Lạc xuất ngũ một năm sau đó. Trở về Sơn Hòa, anh lập gia đình, hai vợ chồng mưu sinh trên rẫy. Đến khi anh Lạc ngã bệnh, vợ chồng anh phải chuyển nhượng 1,5 hectare đất rẫy để chạy chữa thuốc thang. Không có tiền ghép thận, anh đành buông xuôi, mặc cho số phận. Anh được đưa về nhà và bị căn bệnh quái ác hành hạ, dẫn đến phù, co rút hai chân, không thể đi được. Khi đó, người đàn ông sinh năm 1967 này yếu đến mức được vợ và bạn dìu hai bên, cũng không còn sức để đứng dậy. Cứ ngỡ mình sẽ chết, thì ngày nọ, anh Lạc hay tin ở Tuy Hòa, có một người đào vàng bị hư cả hai quả thận, bệnh viện chê trả về. Rồi bệnh nhân đó uống thuốc của một người dân tộc thiểu số ở Phú Túc, Krông-pa, Gia Lai và khỏe mạnh trở lại. Như người sắp chết đuối, vớ được cọc, anh Lạc nhờ em trai lên Phú Túc lặn lội tìm người đàn ông kia để mua thuốc. Em tôi mua được hai khúc cây, mỗi khúc dài khoảng nửa mét, to bằng cổ tay, với giá 150.000 đồng. Về nhà vạt mỏng, rang vàng hạ thổ, rồi nấu sôi kỹ để tôi uống thay nước. Đêm đó, sau khi uống hết ấm thuốc đầu tiên, tôi rất mệt. Nhưng sáng hôm sau thì thấy đỡ nhiều. Tôi liền bảo em lên Phú Túc mua thêm thuốc. Uống đúng một tháng thì khỏe. Tôi đi siêu âm lại. Bác sĩ bảo, thận không có vấn đề gì.
Anh Lạc tươi cười kể về chuyện mình đã thoát khỏi căn bệnh một cách kỳ diệu. Chia sẻ niềm hy vọng khỏi bệnh, anh Lạc vô cùng tò mò muốn biết cây thuốc gì đã giúp mình bước qua cửa tử, nên đem khúc cây đến gặp nhiều người dân tộc thiểu số sống ở địa phương để tìm hiểu. Tuy nhiên, tất cả đều lắc đầu, chẳng biết đó là cây gì. Bởi vì trước khi bán thuốc cho gia đình anh Lạc, người đàn ông ở Phú Túc đã chặt cây thuốc ra thành từng khúc và trên cây không còn một cái lá nào. Vì vậy, người ta không thể nhận diện được. Khỏe mạnh trở lại, anh Lạc tiếp tục làm rẫy và mua cây thuốc trữ trong nhà. Mỗi lần lên Phú Túc, tôi mua từ 1 đến 2 triệu đồng tiền thuốc để dành trong nhà. Ai cần thì tôi chia lại cho họ, anh Lạc cho biết. Cách đây 3 năm, anh Cao Văn Thìn ở thôn Nguyên Trang, đồng hương với anh Lạc, mắc bệnh sốt rét, sau đó tiểu ra máu rất nhiều. Anh Thìn đến bệnh viện khám thì được khuyên nhập viện để điều trị. Lúc đó vợ tôi cũng bệnh, đang lúc mùa màng mà gia đình lạ neo người nên tôi không nhập viện. Anh Lạc hay tin, đưa cho tôi một khúc cây, bảo về sắc uống thử. Tôi uống vào thấy đỡ, nước tiểu trong trở lại. Công nhận cây đó hay, cách sử dụng cũng rất đơn giản, anh Thìn kể. Anh Thìn cho biết, sau khi uống hết 4 ăn thuốc, anh khỏi bệnh cho tới bây giờ. Khúc cây thuốc mà anh Lạc đưa, giờ vẫn còn một ít, anh Thìn cất kỹ để dành. Nó chẳng bị mối mọt gì cả, dù tôi cứ để khơi khơi như thế, anh Thìn nói. Rồi cũng như anh Lạc, anh Thìn rất tò mò, muốn biết rốt cuộc cây đó là cây gì, hay vậy. Hai anh em đã lên Gia Lai, mua thuốc và theo dõi người đàn ông đó vì muốn tìm ra gốc gác cây thuốc, nhưng mà không được, anh Thìn tươi cười kể. Không chỉ nhiều người dân ở đây, thôn Nguyên Trang biết về cây thuốc của anh Lạc, mà người ở xa cũng gọi điện đến đặt hàng. Anh Lạc nói, tôi đã chia thuốc cho rất nhiều người, gần có, xa có, giờ không thể nào nhớ hết. Có người ở Cam Ranh, Khánh Hòa, uống hết bệnh rồi mà vẫn mua thêm, nói là để thủ trong nhà. Một người tên Thi bị phù, ứ nước ở thận, uống thuốc hết bệnh rồi thì mua về bán cho dân trong vùng. Tức trong thành phố Hồ Chí Minh cũng có người điện ra tìm mua cây thuốc này. Một trong những người ở thành phố Hồ Chí Minh đã mua thuốc của anh Lạc là anh Nguyễn Đức Thái, sống tại quận Thủ Đức. Qua điện thoại, anh Thái cho biết, 2 năm trước, thận của tôi bị ứ nước độ 2. Nghe người ta mách bảo, tôi mua thuốc của anh Lạc, uống chừng gần 1 tháng thì khỏi bệnh. Từ đó đến nay, tôi vẫn đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, kết quả đều ổn. Theo lời anh Lạc, cây thuốc mà anh trữ trong nhà, truyền trị chứng suy thận, phù do bệnh về thận, thận ứ nước, tiểu ra máu do tổn thương thận, còn bệnh sỏi thận thì cây thuốc này bó tay. Khi phóng viên tỏ ý muốn biết mặt mũi cây thuốc, anh Lạc kêu vợ mang ra một khúc cây to bằng cổ tay trẻ con, có gai, màu vàng rất nhạt. Rồi anh mang ra một cái máy bào, tiệt khúc cây vào cửa. Anh Lạc bắt đầu bào và dằm số xả băng ra. Chốc sau, anh đã có một bóp to dằm mỏng vào từ cây thuốc, có mùi hăng rất nhẹ. Anh Lạc hướng dẫn, đem cái này rang vàng, hạ thổ rồi cho vào ấm đất, đổ 4 chén nước, đun sôi kỹ rồi uống thay nước, thế thôi. Một ấm thuốc nấu từ 2 đến 3 nước mới bỏ. Cũng theo anh Lạc, người bị suy thận phải uống từ nửa tháng đến 1 tháng mới có kết quả. Còn người bị phù do bệnh về thận thì chỉ cần uống trong 5-10 ngày. Có người ở thành phố Tuy Hòa điện lên hỏi về cây thuốc, rồi hỏi về có cần đưa bệnh nhân đến để bắt mạch không. Trời, tôi đâu phải là thầy thuốc, tôi may mắn biết được cây thuốc này cứu được mình, sau đó thì giúp cho bà con thôi, anh Lạc nói. Trao đổi xoay quanh cây thuốc bí ẩn đang được anh Ngô Sĩ Lạc chia sẻ với nhiều người mắc bệnh thận. Đồng y sĩ Lê Văn Phước ở thành phố Tuy Hòa, người đã có nhiều năm sưu tầm, giới thiệu những cây thuốc quý nói. Muốn biết đó là cây gì, hoặc chất của nó như thế nào, thì phải gửi tiêu bản đến viện dược liệu để các nhà chuyên môn xác định. Cũng theo ông Phước, trong nhiều trường hợp, thổ nhưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc chiết xuất được dược liệu từ cây thuốc và phải thu hái đúng quy trình.
nếu không thì cũng không có tác dụng.